Xin chào tất cả các thầy cô. Chắc trong số các thầy cô thì ít nhất là cũng đã một một lần chúng ta phải là ra một cái đề thi trắc nghiệm cho các em nó thi. Và khi ra đề thi thì chắc là các thầy cô đều nghĩ đến việc là chúng ta sử dụng cái phần mềm nào để mà trộn đề, đảo đề cho nó nhanh và nó chính xác. Có thầy cô thì cũng lên mạng để tìm và cũng đã tìm những cái phần mềm ưng ý, nhưng cũng có những thầy cô là không tìm được và buộc phải đảo thủ công. Cái điều này thì dẫn đến việc là mất rất nhiều thời gian. Tôi cũng vậy, trước đây tôi sử dụng cái phần mềm trộn đề 8.0. Phần mềm này nó cũng có một số cái hữu ích. Tuy nhiên, phần mềm chủ đề 8.0 này, tuy nhiên nó cũng có những cái là không là hợp lý. Ví dụ như chúng ta không thể có cái cách để làm sao đảo các câu, các đáp án và giữ nguyên cái vị trí của bài trong mỗi một đề. Ở đây chỉ là đảo, là trộn hết toàn bộ, xáo trộn. Và tôi cũng đã lên mạng và tôi đã tìm ra được một phần mềm là tương đối là ưng ý. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng với các thầy cô, đó là phần mềm Smart Test. Ở trên mạng thì cũng có những nhiều cái video clip hướng dẫn với chúng ta là cách sử dụng phần mềm này. Và hôm nay tôi cũng bằng cái trải nghiệm của mình, tôi cũng muốn là trao đổi với các thầy cô cái cách sử dụng cái phần mềm này một cách là hiệu quả nhất, chủ yếu là với bộ môn tiếng Anh. Đầu tiên thì các thầy cô lên mạng, chúng ta download cái phần mềm này về. Và ở dưới cái video clip này chúng tôi đã để đường link, các thầy cô download về. Sau khi download về xong, chúng ta sẽ giải nén. Đây là cái phần mềm Smart Test Trung học phổ thông phiên bản 2018. Chúng ta có thể giải nén hoặc là không, tùy các thầy cô. Trong đây có rất nhiều file. Và chúng ta sẽ chú ý đến cái file cuối cùng. Đó là chính là file cài đặt. Tôi đã cài đặt rồi nên nó xuất hiện cái này. Và sau khi cài đặt xong thì trên màn hình các thầy cô thấy có cái biểu tượng của nó đây. Smart Test PSPT Trung học phổ thông. Chúng ta mở cái phần mềm này lên. Thì mới đầu mở người ta sẽ yêu cầu chúng ta đăng nhập. Thế thì đăng nhập thì cái tên đăng nhập là admin và cái mật khẩu các thầy cô cũng sử dụng là admin, và chúng ta đánh dấu tích vào đây và đăng để ghi nhớ đăng nhập lần sau. Và chúng ta bấm vào đăng nhập. Đây chính là giao diện của cái phần mềm này. Thực ra nó có rất nhiều chức năng, nhưng vì chưa có nhiều thời gian nên tôi chỉ mới nghiên cứu được một cái cần thiết nhất, đó là phần ra đề từ file Word. Và sau khi giao diện như thế này thì các thầy cô vào chỗ là bản quyền phần mềm. Vào bản quyền phần mềm thì người ta yêu cầu chúng ta đăng nhập tên đơn vị trường, sở giáo dục, rồi có cả key. Thì đây tôi cũng đã tìm được một cái bản quyền ở trên website của trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng tỉnh Đắk Lắk. Và cái key toàn bộ cái này thì các thầy cô cũng có thể tìm thấy ở trên mạng,
hoặc là tôi sẽ để cái kỳ và cái trường đơn vị trường cùng sở giáo dục ở dưới cái nội dung cái phần mô tả dưới video clip này. Đấy. Sau khi đăng nhập xong thầy cô làm một điều như vậy và chúng ta trở lại cái màn hình chính của phần giao diện chính của phần mềm. Và đây chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm này ra đề từ file Word. Ra đề từ file Word thì các thầy cô phải tạo ra một cái file gốc. Vậy tạo như thế nào? Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô tạo file gốc. Đây là một cái phần hướng dẫn về cái quy tắc cái ký hiệu và quy tắc trong quá trình chúng ta tạo ra file gốc, các thầy cô cần chú ý. Thứ nhất là toàn bộ văn bản các thầy cô phải để màu đen, trừ đáp án chúng ta để màu đỏ. Ví dụ đây, A.says thì chúng ta để đáp án này là màu đỏ, còn các phương án còn lại là xanh, là màu đen. Thứ hai là sau các phương án A chấm, các thầy cô nhớ phải là dấu chấm nhé, không phải là dấu phẩy. Phải là dấu cách rồi mới đến nội dung của từng phương án. Nếu không đúng thì chúng ta sẽ không nhập được file. Để ví dụ A đáp án A chấm says, B chấm stays, C chấm xong cách place và D chấm days. Các thầy cô chú ý. Nếu chúng ta một chỗ này mà các thầy cô mà để liền như thế này mà không có cách là khi chúng ta nhập vào nó sẽ không nhập được file, một lúc đó rất khó để chúng ta tìm ra cái lỗi. Ba là một số cái ký hiệu trước mỗi nhóm. Đấy, chúng ta sẽ đảo theo nhóm hoặc đảo theo bài, chúng ta gọi là bài cho nó dễ hiểu. Thì các thầy cô sẽ sử dụng cái ký hiệu là ngoặc nhọn này, xong G, xong là đúng không? Để chúng ký hiệu này. Kết thúc nhóm hoặc bài ta dùng cái ký hiệu này. Các thầy cô thêm dấu gạch chéo vào đằng trước chữ nhóm. Trước mỗi bài nhóm, xin lỗi chỗ này các thầy cô sẽ sử dụng là nhóm nhé, tôi xin lỗi là nhóm. Và còn một cái nữa mà tôi chỉ quên chưa ở đây, đó là trước mỗi đề bài ta dùng ký hiệu. Trước mỗi đề bài thì các thầy cô sử dụng cái ký hiệu đó là nhọn này, xong là G đóng. Những cái ký hiệu này các thầy cô có thể để chữ thường, in đậm hoặc là nghiêng, nhưng chúng ta phải thống nhất. Trước mỗi đề bài chúng ta dùng ký hiệu này. Trước mỗi câu thì các thầy cô sẽ dùng ký hiệu thăng. Sau dấu thăng thì phải là cách rồi mới đến đáp án. Với dạng bài không có yêu cầu cho từng câu thì ta có thể để trống hoặc đánh số bất kỳ sau dấu thăng. Đây, ví dụ ở cái dạng bài chúng ta thường có đó là tìm từ có cách phát âm ở phần gạch chân khác với những từ còn lại. Đây là các thầy cô chú ý, tôi đã ký hiệu. Đầu tiên là đây là một bài, còn một nhóm bài nó chỉ đào, các thầy cô nhé, hệ thống nó chỉ đào trong cái các câu trong cái bài này với nhau mà nó không xáo trộn giữa bài này với bài dưới. Và cái bài này là nếu bài số 1 thì chúng ta cũng vẫn nguyên có bài số 1 trong tất cả các mã đề. Đầu tiên là ký hiệu nhóm này, đây là chúng ta đảo trong nhóm. Đây, cuối bài sẽ là ký hiệu này. Đấy, đầu bài
là ký hiệu nhóm này, cuối bài là ký hiệu gạch chéo nhóm. Trước mỗi đầu bài thì các thầy cô sử dụng ký hiệu là G này và dấu cách rồi đến tiêu đề của bài. Sau đó vì cái bài ngữ âm này của chúng ta không, mỗi một câu nó không có yêu cầu, nên các thầy cô chỉ cần ghi ký hiệu thăng, trong đó chúng ta xuống dòng rồi có các phương án là A, B, C, D, ví dụ đây, và đáp án chúng ta là cái từ này chẳng hạn, thì các thầy cô sử dụng luôn ký hiệu này. Chúng ta cho chuyển sang màu đỏ, các thầy cô có thể là gạch chân hoặc không gạch chân. Sau đó xuống dòng chúng ta tiếp cái ký hiệu thăng rồi đến câu thứ, xuống dòng nội dung cái câu số 2, và cũng như trên ký hiệu đó đáp án sẽ là màu đỏ. Sau khi hết bài các thầy cô sẽ khóa lại bằng cái ký hiệu này, gạch chéo nhóm ở trong hai cái dấu khoảng nhọn. Đấy là cái dạng bài đầu tiên. Cái dạng bài thứ hai, là cái dạng bài rất quen, đó là chọn đáp án cho mỗi câu. Đây thì các thầy cô chú ý này, trước mỗi nhóm này chúng ta sử dụng cái ký hiệu mở đầu của một nhóm, một chữ nhóm, rồi đến tiêu đề các thầy cô sử dụng ký hiệu này, cách rồi đến đề bài. Rồi từng câu một chúng ta không đánh số 1, 2 nhé, các thầy cô sử dụng ký hiệu là thăng rồi cách rồi đến tiêu đề rồi xuống dòng như thế này. Đây. Và kết thúc của bài các thầy cô lại sử dụng cái ký hiệu nhóm như thế này. Ở đây hai cái giữa cái bài 1 và bài 2 chẳng hạn, giữa hai cái bài với nhau các thầy cô có thể cách hoặc chúng ta không cách liền thế này cũng được. Để liền có các thầy cô để liền này thì khi làm xong các thầy cô có thể cóp cả một cái cụm từ này. Chúng ta paste vào trước hoặc là cuối mỗi một bài để cho nó nhanh, không phải mất công gõ lại nữa. Rồi đến dạng bài thứ ba. Dạng bài này là dạng bài là xác định lỗi sai. Đây. Với cái dạng bài này thì các thầy cô có hai cách trình bày. Chúng ta có hai cách trình bày. Cách trình bày thứ nhất thì như là tôi đã trình bày ở trên đây, là chúng ta cũng ngoài các ký hiệu như những bài khác. Thì cái cách trình bày này thì khi nó xuất ra thì các phương án thì nó cũng có ví dụ A, his, B, incorrect, vân. Chúng ta sẽ gạch chân những cái lỗi, những cái từ mà có thể là sai. Đấy. Sau đó xuống dòng các thầy cô ghi các đáp án như thế, bốn cái phương án gạch chân trên. Và chúng ta cũng chỉ ra cái phương án cái lỗi sai là bằng cách là bút đỏ. Hoặc cái cách thứ hai là các thầy cô không cần phải đưa ra những cái phương án ABCD này nữa, và các thầy cô sẽ ở đây ví dụ là cái từ này nó là sai, các thầy cô sẽ để màu đỏ ví dụ như thế này chẳng hạn. Thì khi đảo xong thì dưới cái chữ his này là ký hiệu A, dưới từ incorrect là ký hiệu B, và dưới từ taking part là C, và competition là D. Đấy, người ta để dưới, nhưng tôi nghĩ là làm theo cách này thì khi xuất ra đáp án chúng ta nhìn vào thấy nó đẹp hơn. Đấy là với cái dạng bài là xác định lỗi sai. Cái dạng bài tiếp theo là cái dạng bài là xác định câu mà có nghĩa tương đương câu đã chọn. Cái này thì nó cũng giống như là cái dạng bài thứ hai chúng ta đây, chọn từ hoặc là cụm từ để hoàn thành câu đã chọn. Và cái bài này cũng vậy, các thầy cô nhớ là A chấm cách rồi đến đáp án, B chấm cách rồi đến nội dung đáp án. Và nhớ là bắt đầu của một bài chúng ta có chữ nhóm, và kết thúc các thầy cô cũng sử dụng nhóm nhưng có từ gạch chéo trước. Đây là ký hiệu của việc là kết thúc nhóm, kết thúc một bài. Nó chỉ đảo nội dung, đảo có thể là đảo số câu giữa hai câu này với nhau, và trong các câu nó sẽ đảo các phương án với nhau A, B, C, D. Đấy. Và vị trí của bài này thì nó vẫn đứng ở đây, nó không đảo lên đầu, nó cũng không chuyển đến cuối.
Đấy, như vậy khi chúng ta nhìn vào đề thì các mã đề nó đều thống nhất là bài 1 là bài ngữ âm, bài 2 là bài chọn đáp án đúng, và bài 3 là bài sửa lỗi chẳng hạn, tìm được xác định lỗi sai chẳng hạn. Đấy là một số cái ví dụ với trường hợp thứ nhất. Với trường hợp tiếp theo, với dạng bài điền từ vào đoạn văn, bài điền từ vào đoạn văn thì các thầy cô sử dụng ký hiệu thăng, trống, mũi tên này là A cộng, đóng vào. Cái trường hợp này thì chúng ta sẽ áp dụng khi chúng ta không muốn trộn thứ tự của các câu trong nhóm. Ví dụ câu 1 nó là câu 1, nó chỉ đảo thứ tự là A, B, C với nhau thôi, chứ không đảo câu 1 thành câu 3 và câu 1 thành câu 4 chẳng hạn. Nó sẽ không đảo. Ví dụ ở đây tôi có một cái bài như thế này chẳng hạn. Đây, chúng ta có 5 câu. Câu thứ nhất, các thầy cô sử dụng ký hiệu thăng, cộng, đóng hoặc nhọn, rồi chúng ta xuống dòng. Xuống dòng các phương án chúng ta cũng làm như bên trên. Rồi tiếp tục câu 2 cũng A cái. Các thầy cô có thể sử dụng một thao tác là chúng ta copy paste cho nó nhanh. Và kết thúc thì các thầy cô cũng nhớ là chúng ta dùng cái ký hiệu này, ký hiệu nhóm này. Và ở đây tôi đã có cái mã ký hiệu của mã key khi cài đặt. Trường này, Sở Giáo dục Đào tạo kỳ để tôi cũng lên, tôi copy được ở trên đấy thôi, của xin của cái trường phổ thông trung học Lý Tự Trọng tỉnh Đắk Lắk. Các thầy cô nhớ là khi mà nếu chúng ta không đưa những cái này vào, không đăng ký này, thì cái phần mềm của chúng ta nó sẽ chỉ có thời hạn là 15 lần sử dụng. Còn khi có cái này vào thì tôi thấy là nó mất cái là số lần sử dụng còn lại đi là bao nhiêu. Tôi nghĩ chắc là nó cũng được lâu dài. Đấy là giờ sau khi các thầy cô đã soạn xong một cái đề, cái bản gốc, thì các thầy cô sẽ lưu nó lại, rồi chúng ta sẽ tắt nó đi. Các thầy cô lưu lại và chúng ta tắt đi. Tôi đã để đây. Sau đó các thầy cô sẽ trở lại với cái phần mềm Smart Test. Đây, đây là một cái bản Word, bản mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Đây, bắt đầu từ bài thứ nhất, bài thứ hai. Đấy, cái thứ tự đáp án ABCD này các thầy cô có thể để dọc, để ngang cũng được, nó không ảnh hưởng gì cả. Tôi đã mã hóa, cái này gọi là mã hóa xong. Đây, cái bài với bài sửa xác định lỗi thì tôi có thể làm cách này. Cách này thì khi đảo xong thì nó sẽ có A, B, C, D ở dưới mỗi một cái phần đặt chân. Còn nếu không thì các bạn, các thầy cô làm giống như cái trường hợp mà tôi đã hướng dẫn ở trong cái phần trước. Đấy. Các thầy cô nhớ là không ghi thêm bất cứ cái gì vào nữa trước, ở trên và dưới nha. Và nhớ là tất cả chữ chúng ta phải để màu đen, ngoại trừ đáp án các thầy cô để màu đỏ. Đấy, đấy là toàn bộ cái file mẫu mà tôi đã làm. Cái nào là đúng 50 câu. Bây giờ chúng ta tiến hành nhập và đảo. Đầu tiên, đây, các thầy cô mở cái giao diện này lên. Chúng ta có chỗ mở file Word. Các thầy cô vào đây. Đây, chúng ta tìm được cái file của mình, cái file gốc của mình. Đây, tôi ghi là Smart Test thử. Chúng ta bấm đây. Đấy, như vậy là thêm câu hỏi từ file thành công. Nếu chúng ta không có lỗi gì thì nó sẽ thêm rất nhanh. Còn nếu mà các thầy cô trong quá trình làm mà các thầy cô còn có lỗi thì nó sẽ báo là lỗi. Và khi trước khi các thầy cô trộn đề thì các thầy cô phải nhìn sang phía bên đây. Chúng ta bài chúng ta có 50 câu, các thầy cô kiểm tra lại xem nào đã
nhập đủ 50 câu chưa? Ở đây tôi đã có 50 câu đây. Tiếp theo, về cái môn thi này thì các thầy cô cái này nó cũng không quan trọng lắm. Ở đây nó, bởi vì cái phiên bản này dành cho cái trung học phổ thông nó chỉ có 3 khối 10 và 12. Tôi chưa tìm được cách để có cho các khối dưới. Nhưng mà cái này tôi nghĩ nó không quan trọng. Sau khi đảo xong thì các thầy cô có thể là tự làm cái tip và chúng ta copy vào các mã đề, nó cũng không lâu. Môn thi các thầy cô có thể ghi nhanh là tiếng Anh. Tiêu đề là tuyển sinh. Thời gian đây chúng ta là 60 phút, các thầy cô ghi là 60. Số đề ở đây là chúng ta thường là 4 đề. Tôi sẽ làm cho thầy cô 8 mã đề. Và đây là mã đề nó sẽ có từ đây. Thầy cô chỉ mã đề cho nó là mặc định. Nó bắt đầu bằng 474. Hoặc là chúng ta có thể không thích cái đấy thì chúng ta ghi đưa cái này là mã đề bắt đầu bằng 003. Sau đó các thầy cô đánh dấu tích vào chỗ thi tiếng Anh. Để khi nó xuất ra thì nó có cái tiêu đề, cái từ question ấy. Chứ nếu các thầy cô không để ở đây thì nó sẽ là ghi là câu 1, câu 2, câu 3. Nhưng nếu chúng ta đánh dấu tích ở đây thì nó sẽ là question 1, question 2. Còn những cái còn lại thì các thầy cũng không cần phải quan tâm nhiều lắm. Đây. Một số máy thì nó sẽ che mất cái phần chỗ này. Nên các thầy có bấm lên để chúng ta xuất đề. Đây, các thầy có thấy tôi sẽ xuất 8 đề. Và khi bấm vào đó xuất đề thì nó sẽ yêu cầu chúng ta tìm xác định một cái file để nó lưu cái đề lại. Bây giờ tôi bấm vào đây, tôi folder, các thầy cô ghi là thử. Thi thử trung học phổ thông chẳng hạn. Đấy. Các thầy cô đánh dấu đây rồi nha. Chúng ta ok. Các thầy cô cứ chờ thôi. Đến chỉ khoảng 30 giây là nó sẽ đảo xong cho chúng ta 8 đề. Tốc độ rất là nhanh. Như vậy là thầy cô thấy là sau khi là nó xuất xong, nó sẽ xuất hiện luôn ở đây. Đây là cái file đây, các thầy cô nhìn là desktop và thi thử trung học phổ thông. Này tôi sẽ kiểm tra một cái mã đề 003. Mã đề đầu tiên. Đấy, các thầy cô thấy là phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Đây, cái này thì nó là mặc định cho trung học phổ thông nên chúng ta có thể thay, các thầy cô có thể thay đổi. Cái tip này nó không quá lâu. Đây, chúng ta kiểm tra một loạt. Rất là đẹp. A, B, C, D đều thẳng nhau. Đấy là mã thứ nhất. Đây các thầy cô nhớ à, chúng ta để như cái cách chúng ta không cho đáp án ABCD đấy thì nó sẽ có như thế này. Còn nếu các thầy cô để giống như phần tôi hướng dẫn lúc đầu thì nó sẽ xuống dòng sẽ là A playing, B là run, C là patterns và D là dirty chẳng hạn. Đấy các thầy cô thấy trật tự các bài nó không thay đổi. Ở đây là tôi có cài thêm một cái phần gọi là một cái công cụ hỗ trợ. Công cụ hỗ trợ. Hỗ trợ Word. Hãy bấm đây.
nó sẽ xóa cái khoảng trắng, những cái chỗ cách đây, khoảng trắng này nó sẽ tự động và xóa dòng trắng, tự động xóa cho chúng ta. Đấy. Bây giờ chúng ta nhìn thì nó sẽ đẹp hơn. Cần thiết các thầy cô cần thiết thì sẽ chỉnh lại một chút nữa. Đấy là cái mã đề thứ nhất. Chúng ta kiểm tra tiếp một cái mã đề nữa, ví dụ mã đề 794 chẳng hạn, 670. Rồi. Rất rõ. Cuối cùng các thầy cô thấy cũng có từ end ở đây, kết thúc. Một mã đề khác ở đây. Đấy, một mã đề 794 chẳng hạn. Đấy, cũng rất là dễ, rất là đẹp. Vậy bây giờ đáp án là sao? Được, các thầy cô cùng đáp án. Ở đây trước tiên là có cái danh sách mã đề chấm à, cho chấm trắc nghiệm này, nó xuất hiện các danh sách mã đề, nghĩa là trong phần đảo trộn của chúng ta là có 8 mã đề, nó xuất hiện 2 4 5 6 7 8, 8 mã đề chỉ xuất hiện thế này thôi. Này, phiếu soi đáp án của chúng ta. Đấy, các thầy cô thấy rất là đẹp. Đây có trên này có 5 để chúng ta có 8 mã đề, trên 5 và dưới 3, thêm 3 mã đề này nữa. Đấy, đáp án rất rõ ràng. Một cái nữa đây là có cả phiếu trả lời, cái mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm. Nếu có thể muốn cho các em mà tô thì chúng ta có thể in cái phiếu này ra cho các em mà tô. Và như vậy thì chúng ta đã vừa mới theo dõi, các thầy cô vừa theo dõi tôi là hướng trao đổi, xin lỗi, là chính xác là trao đổi cái kinh nghiệm của mình chứ không phải nói là hướng dẫn. Ở đây tôi chỉ sử dụng với các thầy cô, trao đổi với các thầy cô là chưa biết và chưa có phần mềm này. Còn với những thầy cô đã có phần mềm mà đã sử dụng rồi thì thấy cái bài hướng dẫn của tôi, bài phần trao đổi của tôi nó có cái gì chưa chữ ổn thì mong các thầy cô là góp ý cùng để chúng ta cùng nhau là có được những cái phần mềm đảo đề tốt nhất, phù hợp nhất để chúng ta nó tạo cho cái công việc ra đề của chúng ta nó sẽ nhàn hơn. Sau đó ví dụ ở đây sau khi các thầy cô làm xong muốn làm lại, chúng ta bấm vào đây nó sẽ xóa hết đi, chúng ta đi là câu hỏi khác. Ở trong cái phần mềm này nó còn có một số cái chức năng nữa, ví dụ như là chấm bài thi, cái này các thầy cô nghiên cứu chứ tôi chưa nghiên cứu này. Chấm có thể chấm mà sử dụng điện thoại để chúng ta chấm chấm trắc nghiệm, các thầy cô có thể tìm hiểu thêm, và cả hướng dẫn ma đề chọn đề hỗn hợp. Cái phần trao đổi của tôi đến đây là kết thúc. Xin chúc các thầy cô mạnh khỏe và có những cái đề thi thật là chất lượng phục vụ cho cái kỳ thi tuyển sinh sắp tới. Xin cảm ơn các thầy cô.